Kênh Giải Trí Tổng Hợp xin thân mến chào bà con. Hôm nay thì cũng vừa chuẩn bị vào đầu mùa mưa rồi, thì bà con nào cũng đang có dự định trồng dưa, thì cũng tùy theo tỉnh thành vùng miền mà bà con lên líp hoặc không lên líp, làm thế nào cho nó phù hợp để chúng ta trồng dưa đạt cái hiệu quả kinh tế. Và đặc biệt là những bà con ở miền Tây Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long thì đa số thì bà con lên líp là thường xuyên nhất. Tại vì bà con biết sao mà ở đồng bằng sông Cửu Long mà phải lên líp không? Thứ nhất là nó bị ngập úng, thứ hai lên phải lên liếp, cái thứ hai nữa là do cái nguồn đất á, ở đồng bằng sông Cửu Long ta còn nhiễm phèn, nhiễm mặn rất là cao, cho nên là chúng ta phải lên liếp hay gọi là lên lên mô vậy đó bà con. Nó thì để làm chi, khi mà chúng ta múc đất lên rồi á, nó có những cái đường nước này nè, nó dự trữ nước là một, thứ hai nữa nó sẽ hạ phèn ở trong cái thời gian mà chúng ta trồng dừa đó, nó rất là hay. Còn những bà con ở miền Đông Nam Bộ và ở Tây Nguyên nữa, thì chúng ta dùng đất bằng phẳng, dùng đất cao, thì chúng ta không nhất thiết phải trồng dừa phải lên líp. Cho nên là tùy theo cái vùng miền mà bà con phải chọn cái phương án để trồng nha. Còn riêng ở dưới miền Tây của mình á, hiện tại đây là ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thì sáng hôm nay kênh quay chia sẻ cho bà con một cái cách mà lên líp trồng dừa một hàng hoặc hai hàng. Thì kênh cũng đã thực hiện nhiều video trước đây cho bà con xem rồi, nhưng mà sẵn ngày hôm nay là kênh quay một cái video này để chia sẻ cho bà con cái cách lên líp trồng dừa một hàng, mà cái ưu điểm hoặc nhược điểm cái líp này nó có được hay không á, để bà con tham khảo, để mốt bà con góc nhìn, để bà con mà có cái cách mà để chúng ta lên líp cho nó phù hợp. Và lúc đó sẽ phối hợp với cô bé là cái máy múc, con múc đầu trên đó bà con, máy cô bé đó, để chúng ta hướng dẫn cho tài xế, cái người mà lái múc đất, để cho ưng ý với bà con. Còn ngày hôm nay là kênh chia sẻ cái video này, đây là những cái nhược điểm mà khi lên líp. Đây là cặp cái đường ranh. Đâu, đường ranh người ta cũng một lên một cái bờ nè, để chúng ta trồng một hàng thì cũng nhất trí thôi. Nhưng mà nếu mà bà con mà lên líp á, bà con múc cái đất mà chúng ta ta ly vô cái bờ như vậy là được. Đây, nó có cái độ dốc, có cái chèm như vậy nè. Mục đích có cái độ dốc như vậy nè bà con, ém vô như vậy á là nó sẽ chống sạt lở ở giai đoạn sau này. Đó, bà con thấy không, bà con phải có một cái bút dưới líp, bà con phải có trèm đất nó hơi xéo xéo vậy chút xíu, nhưng mà ở chân, từ cái chân mà cái mép mà chỗ mí ao này nè mà vô tới ngay chỗ cái vị trí mà đất cái trèm lên nó khoảng 30 cm, đó rất là hay. Và cái độ xéo của từ cái mí đất này là mà lên trên trên á, nó khoảng gần tùy theo cái loại bà con lấy mô nha, nhưng phải tệ nhất khoảng góc 45 độ là bà con là hợp lý nhất. Đây là đúng nè, đây là cách này là đúng nha đó, bà con nhớ nha, là phải chừa cái chân vô khoảng chừng hai tấc, hoặc bà con lên cao chút xíu nữa, nhưng mà đất trèm ở ngoài đây bà con lấy cái đất dưới đáy á, chúng ta ém cho nó cứng để chống sạt lở phía sau này, hoặc là dưới chân đất nữa. Cái clip là bà con lên như vậy là đúng đó. Còn cái không đúng cho bà con chỉ tiếp theo nè, không đúng là bà con thấy không, cô bé nó lấy những cái chân đất là thẳng đứng không, nó không có cái độ trèm ở dưới cái đáy ao á, cho nên là sau này khoảng chừng vài tháng sau là bà con sẽ thấy bị sạt lở liền. Bà con thấy cái mí đất không, thẳng đứng luôn đó. Bà con thấy cái mép mương và cái mặt đất ở dưới thẳng đứng ở dưới mép ao không, bà con thấy nó thẳng đứng không, nó không có cái độ trèm ra, nó phải từ 30 đến 45 độ là hợp lý nhất. Cái này nó rất là thẳng đứng, mà hiện tại mới cô bé mới múc này, bà con thấy nó có cái độ nứt đất nè, nó nứt nó hở ra này, thấy không, đây nó hở ra thì bảo đảm bà con thì 1-2 tháng sau là nó sẽ đất cái này nó sẽ sạt hết, tại nó không có chân á, đất thì sau khi bà con múc lên nó sẽ là nứt. Còn những cái đất mà bà con đã múc lên đây thì sẽ bả ra. Thì toàn bộ những cái clip ở đây nè, thì kênh nói với bà con biết là múc như vậy là không đúng nè, đây là nhược điểm rất là lớn luôn, nhược điểm lớn lắm. Cái thứ hai nữa là so với cái mực nước, mà ở đây là cái nhược điểm tiếp theo nữa là do lên clip quá cao. Bà con biết lên mà trồng dừa đó, hoặc trồng số cây ăn trái khác mà không có bị ngập úng á, mà chúng ta lên clip cao là nó hốc dữ lắm, đặc biệt hốc vào mùa khô. Bà con lưu ý nha.
để kênh đo một cái đường mương, cái chiều ngang nó coi cái ao có bao nhiêu. Khoảng chừng 1m3, 1m4 bà con, là mặt trên ao nha, còn dưới đáy ao thì không tới, là khoảng 1m3, 1m4. Nếu mà lên cái này thì một hàng đôi á, thì một hàng chiếc chứ, một hàng chiếc thì bà con lên cái mặt ao này cũng được, nói chung từ 1m3, 1m4 đến 1m5 vẫn được. À, mà riêng là cái ao nha, một hàng. Còn nếu bà con lên cái ao hai hàng thì cái đường mương phải bự hơn rồi, thì riêng cái mặt clip. Mặt clip hiện tại là kênh đang đo thực tiễn ở chỗ này khoảng 3m6 à. Nhưng mà bà con nếu mà trồng dừa một hàng thì chúng ta phải lên cái clip từ 4m, 4m5. Có nhiều người có điều kiện có đất nhiều có thể lên 5m cũng tốt nữa. Có nghĩa là bây giờ là đang lên cái clip này 3m6 là quá nhỏ. Quá nhỏ ha. Riêng bà con lên clip mà trồng dừa hoặc trồng một số cây ăn trái khác á, cái quan trọng nhất là bà con kêu Gobe lên clip là phải trở đất màu. Trở đất màu là bà con vẫn giữ nguyên cái hiện trạng phần đất nó có dinh dưỡng nằm ở trên, trả lại ban đầu. Chúng ta không có múc hỗn độn là chúng ta sẽ lấy một số đất sét, đất không có tốt chúng ta đem lên trên. Ví dụ như những vị trí này nè, những cục đất này bà con thấy không, nằm ở dưới lòng đất nó bạc màu không, nó phèn, nó đóng và ngính luôn, như vậy là không được. Cho nên bà con phải nói Gobe là phải trở đất màu. À, hoặc đây nữa nè, bà con thấy như vậy là cũng không được đúng không? Đây là những phần đất là không có dinh dưỡng mà đem lên trên, vậy là không đúng. Và một cái nhược điểm tiếp theo nữa, sau khi Gobe lên á, bà con phải dặn Gobe hoặc bà con luôn sát cánh Gobe là phả cái mặt phẳng ở trên cái phần clip của mình á, là nó phải là phẳng. Nó còn con này bà con thấy không, nó gù ghề nè, chỗ có đất chỗ không, chỗ hủng nè. Nếu bà con mà không làm tốt cái giai đoạn này thì sau này bà con mà thuê người sửa và chúng ta cài ải phải tốn kém thêm một số chi phí nữa. À, cho bà con xem ha, đây là mặt clip mà đất mà để lõm chõm như vậy là không được nè, không có chân, không có chân ở dưới đáy và không có cái chân kèm mà nằm ở cái thành. Nó để lõm chõm gì mai mốt thì 2-3 tháng sau hoặc 1-2 năm sau nó sạc hết toàn bộ xuống. Thì mặt clip 3m6 này có thể sau này nó còn khoảng chừng 3m à. Tôi nói chính xác luôn. Mà đặc biệt là nữa ở dưới những cái lòng ao này nè, nó sẽ sạc đất mà nó múc thẳng đứng nó sạc, nó sạc sẽ tróc ra rất là nhiều mà nó làm ê luôn bà con. Đó, bà con thấy múc đất như vậy là không hợp lý. Tất nhiên thì người ta cũng theo dõi Gobe nhưng mà làm như thế này là không hợp lý. Đây là những cái nhược điểm bữa nay, hôm nay kênh này quay cho bà con cái nhược điểm là chính cho bà con làm. Đây nè bà con thấy không, đây là rơm rạ. Đây, đây là những khúc này là trở đất màu tốt nè. Và nó bở ra. Con thấy nó bở ra không? Đây là lượng đất màu rất là phù sa. Đây hình như mấy khúc này ngon. Còn những cái vị trí này nè là không bao giờ tốt. Tôi thời nãy cũng đang nói với bà con mấy cái đó. Như qua những cái clip bên đây là có một chủ khác. Thì cơ bản thì bỏ cái lề vô như vậy là cũng cơ bản được nè, chống sạc nè. Thứ hai nữa là có cái với mặt ao á, mặt đất này nó hơi có cái trà chút xíu cho nên là cũng chống sạt lở. Đó, cái thứ hai nữa là bà con nhớ là phải để như vậy nha, cái chân như vậy hoặc ém đất ngoài mí clip vô cho nó cứng, cái mí sát mí nước nè, ém cho nó cứng. Và cái tiếp theo lưu ý là đất này đất bạc màu là không có được đem trên, không có được đem lên trên nha. Đất bạc màu đem lên trên trồng sao tốt. Và cái tiếp theo nữa là chúng ta phải phả đất cho nó nhuyễn nó đều. Bọn này để nè, hang hố không nè. Sau này chúng ta cải tạo nó rất là cực tốn công. Đó là lưu ý, mà con lưu ý mấy cái cách mà chúng ta làm là phải thường xuyên theo Gobe hướng dẫn đó. Đặc biệt là cái người lái Gobe á, chứ để nó làm không hài lòng mà sau này dở lắm. Ngày hôm nay kênh chia sẻ cho bà con cái cách mà chúng ta khi chúng ta lên clip, chúng ta phải làm, phải theo dõi thường xuyên, làm cho đúng ý định, để nhưng là một lần lên clip tốn tiền lắm, trồng không đạt, với hai nó sạt lở sau này lấy rất là dở. Chia sẻ cho bà con những cái điểm lưu ý, bà con lưu ý nha. Rồi kênh cũng xin chân thành cảm ơn bà con đã theo dõi video. Kênh xin trân trọng kính chào.